Trong những ngày qua, chúng tôi trực tiếp cùng với bà Lê Thị Vệ, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Kiên Giang, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, và ông Danh Phúc, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, đã trực tiếp vận động rồi trực tiếp đi phát quà đến tận tay cho bà con nghèo. Ở trong đó có thể nói là chúng ta cũng học được một vài bài học. Cái bài học thứ nhất mà chúng tôi suy nghĩ những năm tiếp theo, hay là lúc thường khi chúng ta tặng quà cho người nghèo, thì chúng ta cũng sẽ cố gắng hơn để các vị có cái nơi được nhận quà trang nghiêm và trân trọng. Hôm qua này khi chúng tôi đi trao quà ở tại chùa Bửu Sơn, huyện Tân Hiệp, cũng như một số nơi chùa khác, ở trong đó có chùa Bửu Quang, kết hợp cùng chính quyền trao tặng quà ở tại nơi khánh thành của cây cầu, thì chúng ta thấy là cái công tác chuẩn bị chu đáo, có ghế, có chỗ cho người nghèo đến nhận quà được ngồi. Điều này chúng tôi cho rằng là hết sức quan trọng, bởi vì làm sao mà những cái người nghèo mà khi đến nhận một cái phần quà của người con Phật chúng ta đó, là phải cảm nhận được đây là tất cả những cái tình thương yêu của người con Phật, để chúng ta không chạm đến cái lòng từ ái của các vị nhận quà, nhưng mà phải thấy đó là lập Phật, cái tình thương yêu, để họ không bị tự ái và cảm thấy được an vui để nỗ lực vươn lên ở trong cuộc sống. Đó là những cái tình cảm của người con Phật. Có khi lắm lúc một vài nơi chúng ta quên đi cái điều kiện này, rồi thấy các vị ngồi ở ngoài nắng, rồi thấy bà con nghèo đến nhận quà nhưng mà không có chỗ ngồi. Có những nơi rồi phải ngồi ở tại sân đất trong buổi trưa nắng, chúng ta thấy cũng rất là đau lòng, cũng dễ chạm đến cái sự tự ái của các vị. Cho nên chính vì thế mà đây cũng là một cái bài học mà chúng tôi rút ra khi đi thực tế. Cho nên trong công tác chỉ đạo của Giáo hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang, trong những cái ngày sắp tới khi làm công tác từ thiện, thì chúng tôi mong rằng chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì hãy cố gắng thêm một tí nữa mà chúng ta có thể sắp xếp được cái nơi được trang nghiêm, thể hiện hết cái tấm lòng trân trọng của mình đối với những người đến nhận quà. Dĩ nhiên cái điều kiện về cơ sở vật chất đó ở mỗi nơi mỗi khác. Có những nơi chúng ta hoàn toàn không có cái khả năng để thực hiện được cái điều chúng ta mong muốn cho được trang nghiêm hay là có ghế ngồi. Nhưng chúng tôi muốn nói rằng chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử trong tỉnh Kiên Giang, chúng ta hãy tận tâm mà chúng ta thực hiện cái điều này bằng hết cái khả năng trong cái điều kiện có thể ở nơi đó mà chúng ta làm được, để những người nhận quà phải cảm nhận được là chúng ta đến với nhau bằng sự chân thành, bằng một cái tình cảm cao quý của người con Phật, để không chạm đến lòng tự ái mà họ cảm thấy khổ và tủi thân khi đến nhận những phần quà của người con Phật của chúng ta, thì sẽ giúp ích rất lớn cho họ vươn lên trong cuộc sống, cảm nhận được cái tình cảm thương yêu, tấm lòng từ bi của người con Phật.